Chào thưa anh em nhé. Hôm nay lên sóng cho anh em một con chim hót rất là cao cầu nhé. Chim thuần 90 nhé các bác nhé. Đồng mà rất là đẹp luôn các bạn. Con này mỏ vàng nhé các bác nhé. Mỏ vàng con này chân bốt rồi nhé. Chân rất là to luôn các bạn. Đồng mà cũng rất là đẹp nhé. Chim hót tốt nhé các bác nhé. Vừa về nhé. Chim thuần không tập lối gì nhé. Các bạn nào kết thì liên hệ em nhé. Chim rất là đẹp luôn các bạn. Bạn nhìn thấy đồng màu nó chưa? Đồng màu rất là đẹp luôn. Em lên video như thế thôi nha, các bác kết thì liên hệ nha.